xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em khách hàng trên toàn quốc. Và một clip trong buổi sáng hôm nay, buổi sáng cuối tuần chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019, em trân trọng làm một clip để giới thiệu quảng bá test chất âm một bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chuyên nghiệp mà các bác sẽ cùng đón nghe và tham khảo. Trong bộ sản phẩm này có những thiết bị đồ điện tử âm thanh chất lượng để làm lên một bộ sản phẩm karaoke hay, thì em mời toàn thể các bác sẽ cùng tham khảo trên kênh cửa hàng các bác nhé. Đầu tiên đó là một đôi loa hàng mới xịn nguyên xốp của công ty B3 sản xuất, mã số là X12i. Đôi loa đã đi vào huyền thoại, tiếng bass đánh bao sâu, chắc ấm tiếng, tiếng tép sáng, sắc nét và chi tiết. Thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, thùng rất là sâu, mới tinh nguyên xốp, và được đấu nối với một chiếc đẩy BS Audio mã B4800. Đây là một chiếc đẩy mới tinh 4 kênh, chạy mạch class AB, dòng đẩy size 2U. Hiện tại thì em đang bán giá khẳng định là rẻ nhất trên thị trường để các bác có thể tham khảo. Một chiếc lọc xì Pareo, hàng mới tinh nguyên xốp, mã số là Ecuver. Chiếc lọc xì là hiện tại nếu tính trên thị trường, nó đạt được cái danh hiệu đó là lọc bán chạy nhất thị trường và cũng là lọc tốt nhất trên thị trường hiện nay nếu nói là hàng mới. Một máy lưng tiếng Teleotic CP600, có độ bền cao, chất âm hay. Một chiếc vang số GD Gutin, mã số KM320, một chiếc vang huyền thoại các bác ạ. Tiếng echo hay, rất mềm, mượt. Sử dụng 2IC giải mã eco và là dòng eco số. Có màn hình hiển thị, có chống hú. Phải nói là dễ chỉnh các bạn, dễ chỉnh, ai cũng có thể chỉnh được, không phải nhờ thầy, nhờ thợ đến nhà, vừa tốn công vừa mất tiền các bác nhé. Bộ sản phẩm này có giá trị trên 30 triệu đồng. Giá thì em chào bán tại cửa hàng, và nếu như các bác nhận hàng ở địa chỉ xa thì các bác có thể đặt cọc một ít tiền, em sẽ gửi hàng tới tận nhà toàn thể các bác. Sau khi các bác nhận hàng, test và thanh toán đầy đủ cho bên bưu điện, qua bên vận chuyển, hoặc các bác có thể mua trả góp bộ sản phẩm này qua kênh của cửa hàng em. Ví dụ như bộ sản phẩm này có giá khoảng ngoài 30 triệu, các bác trả trước khoảng 10%. Có hai hình thức để trả góp cho các bác có thể tìm hiểu. Một là các bác đến trực tiếp cửa hàng, nhớ cầm theo chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu. Còn nếu như các bác có địa chỉ ở xa, ví dụ Sài Gòn chẳng hạn, các bác sẽ gửi cho em cái thẻ tín dụng mà các bác hiện tại đang sử dụng. Nếu chưa có, các bác sẽ đi làm. Còn nếu có, các bác sẽ gửi cho em thẻ tín dụng. Em sẽ làm hồ sơ, duyệt hồ sơ nhanh cho toàn thể các bác. Các bác có thể trả trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng tùy toàn thể các bác. Có ngày chậm nhất trong 1 năm. Và đây là số ngân hàng mà hiện tại chúng em đã liên kết các bác nhé. Và để các bác có thể nghe được chi tiết hơn một chút nữa, thì em xin kính mời toàn thể các bác sẽ cùng cảm nhận và tham khảo về phần chất âm của bộ sản phẩm này khoảng trong vòng 60 giây nữa các bác nhé. Các bác thân mến, khi các bác mua chiếc đẩy BS Audio này thì nó sẽ còn dư hai kênh. Hiện tại em đang sử dụng kênh A, kênh B. Thì còn kênh C, kênh D thì nói về âm thanh thì không ai sẽ dừng lại ở một cái vị trí. Ví dụ như hôm nay các bác mua bộ này chắc là không bao giờ các bác dừng lại. Em tin chắc rằng là trong cái thời gian sớm nhất các bác sẽ lại càng nâng cấp, đúng không? Mua thêm. Thì chiếc đẩy 4 kênh rất hiệu quả. Ví dụ như là sau này các bác mua thêm một đôi loa lời, các bác đánh ở cửa C chẳng hạn. Một quả loa súp các bác đánh ở cửa D chẳng hạn. Đấy. Chiếc đẩy này thì có màn hình quắc hiển thị. Đấy, ngày tháng này. Điện áp hiện tại mà nhà mình đang sử dụng này, nhiệt độ này. Đấy, giờ luôn các bác nhá. Rất là hay, hiệu quả. Em sẽ cho play tiếp. Những đôi loa B3 đánh rất cực chắc, sâu. B3 là một thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Sản phẩm do những kỹ sư người Đức sáng tạo phát minh. Các bạn nhá. Đấy. À, mới tinh nguyên xốp. Giá của đôi loa này hiện tại em đang bán khoảng trên dưới 18 triệu đồng. Các bạn nghe tiếng trống. Rất là sâu, chắc.
bác đã cảm nhận, đó chính là cái đẳng cấp của B3. Và những sản phẩm hàng bãi của hàng em vẫn đang duy trì, cũng như anh em đã bán rất nhiều trên thị trường. Những đôi loa này mới tinh, nguyên sốt, thùng gỗ, bát sâu, thùng nó sâu lắm các bác ạ. Gần 40 đó các bác ơi, gần 40 đó. Đấy. Nó thiết kế cái đai để vận loa đứng. Đấy, nó thiết kế cái đai đây để vận loa nằm, đầy đủ cả các bác nhá. Vậy là mọi thông tin chi tiết các bác sẽ liên hệ cho em một bộ sản phẩm em đã giới thiệu chi tiết đầy đủ. Và cách đấu lối của bộ sản phẩm này thì em xin được chia sẻ trong video sau đi. Video sau em sẽ làm một cái clip, đó là cách đấu nối bộ sản phẩm karaoke với 5 thiết bị. Em sẽ đấu cả mic vào đây nữa các bác nhá. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở một video gần nhất.